Thưa các bạn, hôm nay tôi làm một clip so sánh giữa sầu riêng Mẫn Thôn với sầu riêng Musaking. Hiện nay sầu riêng Musaking là loại sầu riêng mà đang có giá cao nhất. Bên tay tôi thì tôi cũng mới mua được hộp Musaking do một cái đơn vị nhập khẩu trái cây thêm về. Giá trị của hộp sầu riêng Musaking này là 550.000 đến 400g, giá rất cao. Trước hết thì tôi cũng giới thiệu sơ qua cái sầu riêng Musaking cũng như là cái sầu riêng Mẫn Thôn. Thì Musaking là giống sầu riêng mới, cũng được hiện nay cũng được du nhập vô Việt Nam một thời gian ngắn nhưng mà cũng đang tạo cơn sốt và giá trị cũng khá là cao. Đây là cái sầu riêng Mẫn Thôn của một nhà vườn khách hàng ở Hậu Giang mới gửi tặng cho tôi ngày hôm qua. Rất may là trái sầu riêng này cũng vừa chín tới, cho nên là tôi cũng đang cũng mới có dịp để làm clip này. Thì do cái sầu riêng Musaking là cái sầu riêng mà được nhập khẩu về cho nên là người ta không có nguyên trái mà chỉ có cái muối không. Thì tôi sẽ không đánh giá được về cái tổng quan của trái. Tôi sẽ trái sầu riêng Mẫn Thôn để cùng đánh giá về cái mã trái, mã muối cũng như là cái chất lượng của cái cơm để coi thử Musaking đúng là vua sầu riêng hay không. Bây giờ tôi sẽ trái sầu riêng Mẫn Thôn ra. Đây là trái sầu riêng Mẫn Thôn được trồng ở Hậu Giang. Hiện nay thì các cái vùng chuyên sầu riêng như ở tại Cai Lậy, Tiền Giang cũng như là ở Thanh Bình thì ở Vĩnh Long thì cũng đã hết, tương đối hết mùa rồi, không còn nhiều nữa. Này người ta mới gửi tặng cho tôi chiều hôm qua cũng ăn được rồi nhưng mà có lẽ là khư hơi khó đấy. Mình cũng chỉ biết ăn là chủ yếu thôi chứ khư mình không ai chuyên gia khư. Tóc thì đúng muối rồi nhưng vấn đề ở chỗ sao nó hơi khó ra dữ vậy không biết. Tôi làm sầu riêng cũng nhiều năm rồi nhưng mà ghét nhất là cái công đoạn mà khư trái sầu riêng. Người ta khư nhiều năm thì được. Tất cả thì được rồi nhưng mà còn nữa. Ở Tây Nguyên thì có một cách khư của người Tây Nguyên, khư nó hơi khác xíu, nghĩa là không phải khư như bình thường. Chúng ta khư bằng cái đầu dao giống như ở miền Tây mà ta chẻ trực tiếp trái thì nhanh hơn, nhưng mà cái muối ra thì không có đẹp lắm. Bây giờ tôi khư để mục đích tôi còn test chung với lại cái Musaking nữa. Qua.
Rồi ông thấy ăn sầu riêng cực không? Ăn sầu riêng là coi như là đôi khi phải đổ máu với nó. Bởi vì một phần lý do nữa là lúc này là đang mùa mưa rất nhiều, cho nên có lẽ trái sầu riêng này cái cơm ở giữa, cái cùi ở giữa nó hơi dày, chứ đúng ra thì tắt ở đầu mỏ nó ra tương đối rồi thì nó sẽ bung ra nhầm. Bây giờ không biết chất lượng ở trong như thế nào đây nữa. Ây da, toát mồ hôi với cái món sầu riêng này. Đúng về nguyên tắc của sầu riêng thì chúng ta chỉ cần tách nhẹ là ra rồi. Không để chỗ đúng như tôi nhận định thì cái mùa này mưa nhiều quá, cho nên cái cùi ở giữa nó hơi dày. Không thấy cưa ra sầu riêng thì muốn ăn cái sầu riêng là thấy tốn một mớ thời gian, chưa kể mồ hôi nữa. Cái sầu riêng chín cây nó hơi, vào mùa mưa thì nó hơi cũng hơi nhão. Bây giờ bà con sẽ thấy là một trái sầu riêng chín cây của Việt Nam, và đây là cái món sầu riêng của Musaki. Mùa vậy thì bây giờ chúng ta mới thử sầu riêng là nghe mùi cũng đã rất nồng nặc nha, ngay hương vị cũng có vẻ hấp dẫn. Cái muối sầu riêng của Ngọn Thôn hiện giờ thì trong thời gian mùa mưa với lại nó cũng là cái vùng trồng không phải chuyên về sầu riêng lắm, cho nên là nhìn mẫu mã ở ngoài ta thấy cũng cái màu cơm nó không được vàng lắm và nó hơi nhão. Cái này do một phần là nhà vườn thu chín cây nó gửi tặng cho tôi ngày hôm qua đến giờ tôi bắt đầu mới chờ được cái Musaki về, tôi mới làm cái clip test luôn. Về cảm quan thì bà con sẽ thấy là cái muối sầu riêng Musaki nhìn nó vàng hơn. Cái sầu riêng này người ta rất đông, và khi mà người ta bán cho mình thì mình ăn là mình rã đông tự nhiên trong vòng khoảng nửa tiếng. Thì bà con nhìn thấy mẫu mã thì rõ ràng là cái muối sầu riêng Musaki thì nó nhỏ hơn, nhưng mà cái màu sắc thì bắt mắt hơn, nó màu vàng đậm hơn, thậm chí nó đậm hơn so với cái muối sầu riêng ri 6 của chúng ta. Bây giờ tôi thử tới phần chất lượng của nó. Cái cơm sầu riêng Ngọn Thôn chúng ta vẫn còn hơi trắng, nó không được chuẩn lắm. Vị của ta thì ăn cũng tương đối béo. Hai cái sầu riêng này thì khi mà ăn tùy theo khẩu vị của mỗi người. Tôi thì làm sầu riêng cũng lâu mà nhưng mà không thấy khẩu món này lắm.
mà khi ăn cảm nhận thì độ béo của sầu riêng chúng ta nó béo hơn nhưng mà lại hơi sơ hơn so với moussakin. Moussakin ăn vô thì cái vị nó nghe nó hơi có vẻ đậm đà hơn, nhưng mùi thơm thì không bằng, mùi thơm theo tôi cảm nhận không bằng so với sầu riêng Mộng Thôn. Mà không biết là phải do chúng ta đang ăn cái sầu riêng moussakin này là đồ đông lạnh thì nó cảm giác không có ngon không, nhưng mà theo tôi thì cái thịt, chất lượng của cái muối này thì nó cơm nó mịn hơn, ăn cảm giác cái cơm ở trong thấm vào cái lưỡi chúng ta nhiều hơn, mà chúng ta nuốt có vẻ nó dễ dàng hơn so với cái sầu riêng Mộng Thôn của Việt Nam. Nó đúng ra thì Mộng Thôn của Thái Lan nhưng mà trồng ở Việt Nam. Đây là cái clip tôi cũng test thử cái sầu riêng moussakin với sầu riêng Mộng Thôn. Cũng rất cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Trong thời gian tới tôi sẽ làm một số clip để test một số loại trái cây khác của Việt Nam nữa. Thử ra đi.